Này con, làm cái gì mà thẫn thờ thế? Con không biết làm tập làm văn. Tập làm văn à? Thế đề như thế nào? Nói bố nghe xem nào. Đề bài là hãy tả con mèo nhà em. Mỗi tội là nhà mình làm gì có mèo để mà tả. Ui giời ơi, tưởng cái gì? Con tả con mèo vàng của nhà bà ngoại ấy. Vậy thì con sẽ mở bài làm: nhà em không nuôi mèo, nhưng nhà bà em có nuôi một con mèo vàng rất đẹp. Ôi trời ơi, con gái yêu của bố ơi. Thế là hỏng, hỏng bét nhé. Đề người ta ghi rằng là tả con mèo nhà em. Thế bây giờ con tả con mèo như bà ngoại thì sai đề, sai bét rồi con ạ. À. Nhưng mà như thế thì là nói dối còn rồi còn đâu. Bởi vì nhá, đấy là con mèo nhà bà, chứ không phải con mèo nhà mình đâu. Nói dối hay nói thật ấy không quan trọng. Đây là văn. Văn con hiểu không? Văn ấy là phải bốc phét, không bốc bốc phét ấy là không phải là văn. Con viết này xem có được không nhá. Ờ. Con mèo nhà em, đầu nó to chừng bằng quả cam, mắt nó to tròn như hòn bi ve. Cái gì nhỉ? Cái thân của nó thì như là chai nước khoáng. Còn bốn cái chân của nó thì không khác gì bốn cái que củi cắm vào. Hay lắm, quá hay con ạ. À. Bây giờ bố dạy con tả đuôi con mèo đi. À, phải rồi. Sợi dây thừng con ạ. Vậy là cái đuôi con mèo sẽ là sợi dây thừng. Chuẩn. Bài văn coi như xong nhá. Bây giờ con chuyển sang từ ngữ ngữ pháp đi. Phân biệt giữa các trạng thái khó chịu, bực bội và giận dữ. Khó chịu, bực bội, giận dữ như nhau cả con ạ. Sao lại thế? Sao bố lại nói Ô thế? kìa, đây nhá, bố ví dụ cho con hay nhá. Alo, anh làm ơn cho tôi gặp anh Sĩ một lát ạ. Xin lỗi, không có ai tên là Sĩ sống ở cái nhà này nhé. Lần sau ông nhìn kỹ số điện thoại rồi hãng gọi nhé. Con thấy không? Đấy là người ta khó chịu với cái cuộc điện thoại gọi nhầm địa chỉ của mình. Còn bây giờ con nghe tiếp đây này. Alo, anh cho tôi nói chuyện với anh Sĩ một lát đi. Ông đã gọi điện đến cái số này một lần và tôi đã nói là không có ai tên là Sĩ ở đây nhá. Thế mà ông còn quay lại một lần nữa thì ông có bị điên không đấy hả? Con thấy chưa? Đấy là lần thứ hai nhé. Tiếp đây này. Bây giờ đến sự tức giận nhé. Alo, thế từ chiều đến giờ đấy có ai gọi điện gặp tôi không nhỉ? Tôi là Sĩ đây. Này, mày điên này à? Hả? Mày trêu tao đấy à? Tức giận rồi, dập máy đi. Dập máy. Đó, trả tiền. Con yêu, thế bây giờ con đã hiểu rồi chứ? Ví dụ của bố nhá, vừa ngắn gọn, vừa hay mà lại vừa dễ hiểu. Yên tâm đi nhá. Bố đã dạy thì đâu vào đấy. Mà khoan đã, ngày mai có tiết ngữ văn ở trên lớp thì làm gì có điện thoại để con minh chứng cho cô giáo thấy. Điện thoại à? Đúng rồi. Ờ nhỉ. Bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Này là cò non rất hiền, này là hoa rất hiền, này là hoa rất thơm. Này là hạt sương trĩu nặng, hạt ngọc trên lá cò trên bông từng xuân trước hiền nhà. Ôi ôi, em đúng là hoa cỏ mùa xuân luôn ấy. Nào cũng chỉ biết nịnh người ta thôi, mà cứ nịnh như thế này á, chắc tôi chết. Chắc tôi chết. Thế sao hôm nay hẹn anh ra đây là có việc gì? Hôm nay em hẹn anh ra đây là có một việc vô cùng là quan trọng nhá. Việc gì? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày gì nhỉ? Một ngày gì rất là đặc biệt ý. Ngày đặc biệt à? À phải rồi, hôm nay là ngày con Tún ở xóm nhà anh kỷ niệm cái ngày mà hai cái quạt trần rơi vào đầu nó không chết đúng không? Không phải. Cái ngày gì mà đặc biệt hơn như thế nhiều cơ? Cái ngày gì mà lại còn đặc biệt hơn nữa nhỉ?
À, anh nhớ rồi, ngày này là ngày kỷ niệm ông Lâm mặt đỏ mất con chim họa mi đất đúng không? Còn gì nữa, ông chả khóc một tuần rồi còn gì nữa. Toàn nghĩ đi đâu đâu thôi. Cái ngày nào mà rất rất là đặc biệt, nhưng mà là đặc biệt với em như này. Đặc biệt, đặc, ngày đặc biệt với em á? Thế là ngày gì nhỉ? Cho anh xem chứng minh thư rồi. Thôi xem nào. Nhớ chưa? Thôi đúng rồi, đây. 12 tháng 3 là ngày em là xác nhập hộ khẩu ở Ô Chợ Dừa đấy đó. Không mùa đâu nhá. À đây. Không gì giới thiệu đâu. Đây. Hôm nay là ngày sinh nhật của em. Hả? Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng... Thôi, trời ơi, từ ngày em yêu anh đến giờ ấy, suốt ngày anh cứ hát hò thì văn nghệ văn gừng thôi. Anh không thể nói chuyện bằng văn xuôi bình thường được ạ. Thì nghệ sĩ nó phải thế, chứ nghệ sĩ nó phải thăng hoa chả thế. Mà ngày xưa em bảo là em yêu anh vì anh là nghệ sĩ còn gì nữa. Nhưng mà ngày hôm nay anh đã chuẩn bị cho em một món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên rồi. Đây là món quà mà anh dành cho em nhân ngày sinh nhật. Anh tặng quà cho em á? Dĩ nhiên. Nhưng mà đây là cái gì? Là cái gì còn lâu mới nói. Thôi được rồi, anh sẽ gợi ý cho em nhá. Món quà này em có thể dùng ở cổ tay. Cổ tay? Ở cổ. Ở cổ. Và thậm chí là toàn body của em. Toàn body của em. Ôi dồi ôi, hay là lão ấy tặng mình lọ nước hoa mà mình thích nhở? Anh ơi. Hả? Nhưng mà anh nói thì khó hiểu lắm, em vẫn chẳng biết đấy là cái gì. Vậy thì anh bật mí cho em dữ kiện số 2. Món quà này nó sẽ làm em tỏa hương thơm. Hương đêm bay xa, làm cho em quyến rũ lộng lẫy và đài cát. Anh ơi, có phải là cái lọ nước hoa mà em dắt anh vào trong shop ấy mà nó có giá là hơn 5 triệu đúng không? Lọ nước hoa 5 triệu nó chỉ là một góc nhỏ so với món quà của anh thôi. Còn không bằng cái lọ nước hoa đấy nữa. Đúng thế. Nó là cái gì? Nó chính là bánh xà phòng thơm. Món quà này nhá, em có thể dùng ở tay ở cổ rồi. Mẹ em bảo quá dùng cái này sạch sẽ lắm. Bánh xà phòng thơm á? Ờ. Sao? Của anh cắt đi. Ui rồi. Này, em ơi. Ôi trời ơi, cái này sạch lắm, mẹ anh bảo thế mà. Này. Anh. À. Anh gọi em ạ. À, cậu đây à? Vâng. À, ngồi trên đây. Ừ. Dạ. À, thế này nhá. Vâng. À, tôi chuẩn bị phát động một đợt thi đua. Cậu triển khai cho tôi nhá. Một đợt thi đua mới ạ? Đợt thi đua mới. Nhưng mà thi cái gì ạ anh? Chả là thế này. Dạo này công ty ta làm ăn thua lỗ quá. Vâng. Chi nhiều hơn thu. Đấy. Cho nên tôi quyết định sẽ phát động một đợt thi đua nhá. À, xem là ai là người chi tiêu ít và ít tốn tiền. Đấy, tôi sẽ thưởng 500 ngàn cho người có sáng kiến. 500 nghìn cho một sáng kiến tiết kiệm. 500 ngàn. Thấy chưa? Cậu thử nghĩ xem. Nhá, triển khai nhá. Ừ. Anh ơi, em có một sáng kiến. Hay quá. Nói luôn, thưởng luôn. Em nghĩ là ấy, cái giải thưởng của mình nên giảm xuống còn 200 nghìn. Như vậy mình sẽ tiết kiệm được cho công ty 300 nghìn. Cái này người ta gọi là tiết kiệm trong tiết kiệm. À, tiết kiệm trong tiết kiệm. Hay, trời ơi. Thông minh quá. Hay lắm, đấy mới là sáng kiến chứ. Này, đợt tới cậu được thưởng 500 ngàn đấy. Nhá, trừ đi 300 ngàn còn 200. Nhá. Tiết kiệm cho nhà nước được 300 ngàn. Đấy. Cảm ơn, được. Thôi cậu về làm việc đi nhá, triển khai nhá. Thế nhá. Dạ, xin lỗi, có phải anh gọi gà không ạ? Tiền đâu mà gọi gà. À sao anh gọi gà? Gà qué gì? Hả? Đây. Tôi có đặt đâu. Dạ, bác gọi gà hả? Cái gì? Các cậu nhầm lẫn thế nào ấy chứ? Hả? Nhầm là nhầm thế nào? Lúc vừa nãy 10 giờ bác xuống cửa hàng gà nướng của chúng cháu ăn, bác tấm tắc khen ngon xong bảo 12 giờ mang lên đây một con nữa còn gì. Các cậu nhầm lẫn rồi, mang về. Tôi không gọi đâu. Nhầm làm sao được, bác còn thanh toán cả hai con rồi cơ, xong rồi bảo là sẽ ghi hóa đơn mang về cho công ty. Thế là cho nên cháu mới mang nhầm lẫn làm sao ấy nhỉ. Thôi mang về. Hóa đơn còn đây này, mang về đi.
Thôi khỏi về. Được rồi, để đây. Chắc là bà xã này bà ấy quan tâm quá bà ấy đặt cho mà. Thôi được rồi, cảm ơn nhá. Đây, hàng khuyến mại ạ. Tôi xin phép tôi về. Giờ chẳng Rồi. Sếp ơi, con này ngon anh ạ. Để. Thơm quá. Đấy, cậu nhìn đi. Nhìn gì ạ? Làm ăn như thế này đấy. Người ta gọi rau, gọi ớt nhá. Lại mang cả một con gà ra để trang trí. Lãng phí. Anh gọi thế nào chứ đây không phải là một đĩa rau đâu. Cả con gà to thế này. Thì thế mới là lãng phí. Bởi vì tôi chỉ gọi rau thôi nhá. Thời buổi này ăn rau nó bổ. Tốt. Mang cả một con gà ra trang trí. Như thế này thì làm ăn như thế này chỉ có sập tiệm. Cậu thấy không? Lãng phí không? À? Lãng phí thật. Không tiết kiệm cái gì cả. Làm ăn thế. Cái gì đấy? Tiền. Cái gì mà tiền? Cái gì dở hơi à? Vợ yêu ra anh bảo. Theo cái học lực của em, 1 tỷ là bao nhiêu số không? 1 tỷ á? Ừ, bao nhiêu số không đó anh? Ôi ôi. Hôm nay anh trúng giải độc đắc. Một cái xe ô tô 1 tỷ 8. Ôi ôi. Có thật không đấy? Có thật không đấy? Cái gì đây? Cái gì đấy? Là trúng thưởng. 1 tỷ là bao nhiêu số không anh không biết. Tỷ này. Chuyện đời nó phức tạp. Anh nói mình nghe. Nhưng mà thôi, sếp bảo không được nói với ai cả. Cứ cầm đi tiêu là được rồi. Nói đi. Nói nhưng mà để đi nói linh tinh thì. Sao tự nhiên lại có tiền thế này? Bây giờ tôi nói cho mình nghe nhé. Nhưng mình phải thề với tôi. Mình không được nói cho bất kỳ một thằng nào biết. Ông kể cả ông ngoại. Được rồi, tôi thề. Hôm nay kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Bốc thăm công nhân nào là trúng cái chậu rửa bát này, trúng cái phích nước này, trúng bộ ấm chén này. Thằng trúng to nhất là được cái máy giặt. Còn một cái xe ô tô 1 tỷ 8 chưa có ai trúng cả. Tôi là thằng ở hiền gặp lành. Thế có nghĩa là... Không, thì từ tôi nói mà nghe. Sếp gọi tôi vào phòng riêng. Tớ trúng rồi. Nhưng bây giờ tớ lại làm tổng giám đốc mà tớ lại đứng ra nhận ô tô thì người ta dị nghị. Thì tớ mượn cái tên của cậu. Và đây là tiền thuê tên. Tiền thuê tên? Ừ. Tôi đứng lên sân khấu tôi nhận một cái 1 tỷ 8 mà tôi chưa kịp đếm ra bao nhiêu số không nữa. Mình mới chỗ này được 2 triệu đấy. Để tôi tính xem nào. Không phải tính, ăn chơi sợ gì mưa rơi. Bây giờ bà cầm lên 1 triệu. Bà ra chợ bà giả một phát sạch bách hết cho tôi. Tiền gạo, tiền thịt, tiền cá, tiền... À, hôm nọ con cún đi học về là mất sách giáo khoa. Tôi phải mua cho đấy con nó. Làm sao mà sách vở mới bút thì mất nhiều thế không biết. Thế giả tiền người ta chưa? Tôi đã giả đâu, thì bà bắt tôi đàn ông đi ra chợ. Thì chết bao tiền. Cái chỗ sách giáo khoa chắc là mấy chục nghìn thôi mà. Rồi ôi, xem nào để tôi tính xem nào. 250.000 tiền gạo này, tiền ga này, 300 này. Đúng là đàn bà đây. Tiền thóc nọ mua cho chim. Trên ăn trời này. Rơi xuống. Sợ là giờ cho một nửa nữa. Bà ra bà trả cho đủ. Còn chỗ này bà đừng nhòm vào đây. Ông ơi. Hôm nọ em trai bà, thằng cậu lên đây. Tôi gọi bữa thịt chó đã 300 mấy rồi tôi phải nhịn. Còn hôm mấy nọ, can rượu của người ta nữa. Hôm nọ giật nóng giả tiền điện vẫn thiếu. Như thế này thì vẫn âm. Nhưng mà cái tên tôi bán đi nó chỉ được bằng thế thôi. Chứ biểu cái tên bà bán nó có được xu nào không? Thôi bà đi ra chợ mau đi. Nói như ông ấy. Đi ra đi, giả được bao nhiêu giả? Mà này, giả đến đâu nhớ bảo người ta là gạch sổ đi đến đấy nhá. Ê, giời ơi, chị Tú ơi! Chị Tú ơi! Chị ơi! Ôi giời ơi, ra đây mà em bảo! Ôi giời ơi, chị ơi, chị nổi tiếng to rồi. Chồng chị thế này cơ mà giàu thế này. Này chị ơi, em giúp chị
đặt nhà hàng để còn đang quảng bá mọi người là chị có rất nhiều tiền rồi. Chị cố gắng chia cho mỗi người một tí chị nhá. Đấy là về phần ẩm thực. Dạ. Chị yên tâm, chị không có gì cả. Để em lo, để em lo. Chị bình tĩnh dạ. Thưa chị, riêng cái phần văn nghệ là chị phải giao cho em. Dạ. Em là cây văn nghệ của xóm ạ. Dạ. Báo cáo chị là chương trình của nhà mình sẽ có là ca múa nhạc kịch tuồng chèo cải lương ca sĩ người mẫu nhiếp ảnh Sơn Gò Hà Thâm mà chín ạ cả sĩ. Này, đúng rồi. Chị để em nói tiếp. Dạ. Chị ạ, này chị có biết cái nhà hàng 168 Nguyễn Khánh Toàn, nhà hàng Ngọc Xanh không? Ở đấy có rất nhiều tôm hùm. Rẻ lắm, 50 triệu một cân thôi chị ạ. À. Em mời tất cả bạn bè rồi. Bây giờ mình đi ra đón nhá. Chị ở nhà chuẩn bị tiền đi nhá. Đây. Ừ. Em biết rồi. Gì? Úi dồi ôi, cái lão già ấy á, giờ này còn đang ở phòng khám cơ. Chán lắm. Chữa bệnh cho bao nhiêu người, nhưng mà vợ đây này, có làm được cái gì đâu. Mình ơi. Tôi đây. Không, đã bảo là ship quất là ship quất. Tết nhất đến nơi rồi. Thế nhá. Mình chị quất về đấy à? Vâng, em bảo mang cho cái cây quất thì nó lại mang cho cành đào. Úi giời, cành đào này đẹp đi chứ. Anh cảm thấy nó là tư thế kiểu như là bó củi trồng ngược. Úi giời ơi, đào hiếp thì năm nào mà chả thế. Năm nay em muốn quất. Mà này. Này. Sao? Em tưởng giờ này mình ở phòng khám, sao mình lại về nhà? Hôm nay về sớm hơn. Bởi vì từ sáng đến giờ chả có khách nào. Quái lạ. Sao lại không có khách được hả mình? Không rõ ràng bây giờ là dịch bệnh Covid cô veo đầy đường. Làm gì có chuyện không có mống khách nào nhở? Thế chứ để không biết được. Em biết rồi. Tất cả là do mình. Sao tôi ở chỗ nào? Chả thế. Thế mình không nhớ cái vụ mà mình chữa bệnh cho con nhà người ta à? Rõ ràng mình chữa rút lưỡi kiểu gì mà để cho nó câm hẳn. Bình thường nó còn kêu ú ơ ú ớ. Đen thôi, không lẽ đen thôi. Chứ mà đỏ à, quên đi. Thế mình có nhớ cái vụ thằng Mẩu không? Chân, sao? Chân nó đi tập tễnh, rút chân cái kiểu gì, kéo dài kiểu gì. Để đến nỗi chân thì cuối cùng bây giờ không đi được cái kia. Hôm đấy là tại mình. Tôi đã nắm đúng chân rồi. Để rút. Đúng lúc đấy mình gọi điện thoại đến là sinh nhật Ngô Kim Cương. Thế là chẳng nhẽ tôi lại không trả lời mình. Thế đặt điện thoại xuống. Thế là cái tay đấy tiện đấy là rút luôn. Thế mới là rút nhầm chân. Thành ra là nó càng lệch hơn. Vâng. Chứ... tại tôi. Tất cả tại tôi được chưa? Em nghe thấy ở nhà người ta bảo là có cái thầy nào mới về đấy. Mà chữa bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu tán ấy. Ôi giời ơi, Đồn, Lang Quân, biết rồi. Đồn á? Ừ. Nhưng mà thấy bà giỏi lắm đấy mình ạ. Giỏi cái gì? Mà này, đừng có chê chồng, khen người khác nhá. Cứ chê tôi đi, để đấy tôi sang tận nhà Lang Quân, mục sở thị xem nó giỏi đến đâu. Nhớ. Rồi. Cô ơi. Cô ơi, cái áo của thầy đâu rồi? Cô. Ai gọi ai? Ui giời ơi, này. Sao thầy... mặc áo của thầy thế hả? Qua áo nào? Áo đây. Ôi giời. Đi tìm suốt từ nay bây giờ. Hỏi đi không nói. Hay thầy hỏi cơ ơi, áo đâu thì thầy có bao nhiêu cái áo, con làm sao con biết được cái áo nào. Thầy phải hỏi rõ là áo nào để ở đâu như thế nào thì con mới biết đường con trả lời thầy chứ đấy. Tại sao cứ mặc áo của thầy là thế nào? Này, thầy đừng nói thế đổ tiếng ác cho con nhé. Ai phải con thích mặc áo của thầy. Thế thì cái gì đây? Anh đang mặc cái gì đây? Cái áo này con mặc trên người ấy, là con có ý tốt cho thầy đấy nhá. Con dặn thầy bao lần rồi, con bảo thầy là con đã giặt quần áo cho thầy rồi, con phơi rồi. Thì đến chiều thầy cất sớm đi, đừng để sương nó xuống mà thầy không bao giờ thầy nghe nào. Thì nó liên quan gì đến cái việc mà anh mặc áo của thầy?
Ôi sao lại không liên quan? Người ta bảo là muốn cho áo nó khô ấy thì phải mặc vào người, thì hơi ấm của người nó nhanh khô. Hôm qua con đi bốc thuốc thì thầy bảo phơi cái áo ở đây, dặn là cất đi rồi, thế mà nói như nước đổ đầu Việt thì không bao giờ chịu cất cả, để áo lúc đêm qua con về nó ẩm luôn này. Này anh đừng có vụng trèo khéo trống nhá. Anh lại muốn làm thầy đúng không? Này hôm trước tôi nghe nói là anh còn dám đi bắt mạch cả khách đấy. Con đâu có phải con bắt mạch đâu, mà đấy là con cầm tay khách, con bảo ngồi xuống đây. Thế mà thực ra là con cũng có tranh thủ bắt mạch một tí, thì cái bài đấy thầy chả dạy con bắt mạch với cả nghe tim thai còn gì nữa. Nhưng mà chưa đến lúc anh đi làm cái việc đấy. Đây là tính mạng của một con người. Anh bắt mạch rồi anh bốc thuốc chết người ra đấy thì ai chịu trách nhiệm? Thì con mới chỉ tập bắt mạch thôi chứ con đã nào dám vượt thầy để bốc thuốc đâu. Thôi nhanh khẩn trương cởi áo mà, khách, khách bây giờ nhanh mà. Sao thầy cứ thích mặc cái bộ quần áo này nhỉ? Trong khi đó quần áo mới đẹp hiện đại thì chả mặc đấy. Ô hay, các cụ nói là giấy rách phải giữ lấy lề. Mình phải mặc cái bộ quần áo này vào thì người ta mới biết đâu là chủ, đâu là tớ, đâu là khách, đâu là thầy thuốc chứ. Mặc bộ quần áo này vào biết ai là thầy rồi đấy. Ờ kìa. Chào thầy ạ. Bà. Chào tớ ạ. Bây giờ mừng quá thầy ơi. Thầy con đây, con là tớ. Đây là tớ. Thế ạ. Dạ con mời thầy ạ. Con lại thấy mặc áo đẹp này, con lại cười và thay đổi. Không. Thế ạ. Thầy ơi. Nó phơi cái áo mà. Thế ạ, sướng quá thầy ơi. Để thầy mặc áo vào cho nó đúng thầy. Dạ, con đến để cảm ơn thầy ạ. Đúng là Thái Sơn trước mặt còn ngồi mà mơ. Bao nhiêu năm nay, ôi dồi ôi may quá tìm được thầy. Thầy đến để thông một cái. Thế mà con dâu con đẻ được ngay đứa con gái mẹ tròn con vuông, sướng ơi là sướng. Thích quá thầy ạ. Bà tôi nghĩ là bà phải sửa được dứt điểm rồi. Sao ạ? Chứ bà vẫn nói dồn dập như thế thì làm sao mà con bà có thể đẻ được. Ơ thế ạ? Tức bà nói như thế bà tạo áp lực cho con dâu. À. Thế thì nó mất tập trung thì làm cái gì cũng vội, làm sao mà nó đẻ được. Đấy. Thảo nào, đêm nào con cứ đập cửa con sốt ruột, thế là nó mới ức. Thế mà may quá, cảm ơn thầy nhá. Ôi dồi, con cứ phải đi nhẹ nói khẽ thì cháu nó mới đẻ nhiều ạ. Đúng rồi, có những thứ mình không thể vội được. Dạ vâng ạ. Mình phải từ từ. Dạ vâng ạ. Bà phải yêu thương, dạ vâng ạ. Phải ấm áp. Vâng ạ. Nó mới là một cái liều thuốc trị liệu về tinh thần. Ôi dồi ôi. Thì con của bà mới cảm thấy được yêu thương. Dạ vâng ạ. Thì nó mới đẻ được chứ. Ôi dồi, thầy nói đúng rồi. Chứ mất bình tĩnh thì làm sao mà đẻ được. Vâng ạ, bây giờ là con cứ đi nhẹ nói khẽ, nói nhẹ nhàng thôi. Ôi dồi, hôm nay con đến là con biếu thầy con gà to nhất ở nhà con đấy ạ. Thôi. À, thầy con bảo là thôi là để con bê vào trong nhà. Vâng ạ. Tốt quá. Dạ vâng, con đi nhá. À vâng. Thầy ạ. Thế thì cứ thế bà ạ. Vâng ạ. Mình nhớ này, nhẹ nhàng. Dạ vâng ạ. Hết sức nhẹ nhàng. Dạ vâng ạ. Nhá. Vâng ạ, kỳ này về con thay đổi. Thế nhưng mà lần sau cầu thầy có phải đến thông không ạ? Không. Không ạ. Chỉ cần mình thay đổi nhẹ nhàng. Vâng ạ. Thì sẽ có cháu. Vâng ạ. Thôi con cảm ơn thầy, con về ạ. Rồi. Con cảm ơn thầy ạ. Bà về nhá. Con lại thầy ạ. Con lại thầy, con về ạ. Vâng. Bây giờ con mừng quá. Đấy, vội quá. Con mừng quá. Đấy, nói bác không tin. Bác nhìn xem. Nhà này đóng cửa đây này. Tắt điện là chuẩn bị đi ngủ rồi. Thầy tôi là hôm nay là đông khách, bắt mạch bốc thuốc từ sáng sớm tinh mơ cho đến tối mịt mờ lên giường ngủ ngáy rồi. Vào gọi thầy ra đây. Ô hay. Bác ơi, thầy nhà em mệt nên đi ngủ rồi. Nếu mà bác cần bắt mạch bốc thuốc ấy thì bác hãy đưa tay đây em bắt mạch bốc thuốc cho. Này, mày là cái tuổi gì mà đòi bắt mạch chữa bệnh cho tao hả? Sao bác em bác lại hỏi em tuổi gì? Em là học sinh của thầy, học trò cưng của thầy. Thầy mọi khi là em bắt mạch, thầy bốc thuốc. Đơn giản chỉ có thế thôi. Nhưng mà hôm nay riêng bệnh nhân này là phải thầy bắt mạch và thầy bốc thuốc. Tôi đã bảo là thầy em ngủ rồi. Bác cứ nặng nặng bắt thầy em ngủ ra. Ngủ thì phải gọi dậy. Ui dồi. Đấy. Trương. Có chuyện gì đấy? Thầy ạ. À, em mời thầy ạ. À, thầy ạ. Vâng. Dạ, vâng. Tôi là bệnh nhân đến đây. Vâng. Mà chữa bệnh ấy là nghề của thầy thuốc. Bệnh nhân đến mà ông này cứ bảo về rồi ông đòi bắt mạch. Học trò sao bắt mạch cho tôi được? Đấy. Dạ. Cơ. Dạ. Sao lại anh lại dám bắt? Không. Em chưa nói hết với thầy, em bảo là bác ấy ngồi đi chờ. Để em vào em mời thầy ra, thầy bắt mạch bốc thuốc chứ em là bắt đâu. Thế
Sao anh lại bảo tôi ngủ? Rõ ràng là em thấy thầy ngáy tiếng kẹt 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 ấy, thì em lại tưởng là thầy ngủ. Tôi đang đọc sách cơ mà. À thế ạ. Trò thế này thì là biết thầy thế nào rồi. Thì mời bác ngồi ạ. Thì ngồi. Không biết là bác gặp vấn đề gì ạ? Thứ nhất, tôi bị cái bệnh. Bệnh gì? Ăn không ngon, ngủ không yên. Gọi là bệnh nhạt mồm, nhạt miệng. Nhạt mồm, nhạt miệng. Cái bệnh này tôi chưa gặp. Bác ơi, em nói thật với bác, em sống đến từng này tuổi rồi mà em chưa gặp cái trường hợp nào mà nói cái giọng khích tướng như bác. Nhạt mồm, nhạt miệng. Nhạt mồm, nhạt miệng thì chữa đơn giản. Em mà như thầy của em đuổi về em đấm nó vỡ mồm này. Ấy, cơ. Ôi, thế là biết thầy trò thế nào rồi. Sao lại... Nhạt mồm, nhạt miệng có nghĩa là ăn không thấy cái vị giác gì cả. Không biết mặn, không biết ngọt, không biết chua. Ăn không ngon, ngủ không yên thì phải chữa thôi. Vâng, hiểu rồi. Tôi cũng mong ông bỏ qua cho. Thế tức là ông bị mất vị giác. Đúng rồi. Vâng, mất vị giác thì khó đấy. Khó à? Khó. Thế thì mới phải chữa. Bao nhiêu tiền? Mất vị giác thì thông thường thì tôi bốc thuốc thì phải mất 500. Tôi sẵn sàng đặt 500. Nếu ông chưa khỏi, 500 này là của ông. Không khỏi, ông dỡ cái biển này đi. Đền lại cho tôi 1 triệu. Ông nói hay nhỉ. Tôi nói thật cho ông biết nhé, tôi sống từng này tuổi rồi, tôi chưa thấy người bệnh nào đến đây mà dặn cà khịa đấy nhé. Phải tôi. Thôi đừng có động thủ. Thôi được rồi, tôi sẽ bốc thuốc cho ông. Thế mới là thầy chứ lại. Dạ. Ông thông cảm. Đấy. Cái thằng này nó vũ mồm, nhưng mà nó ngoan. Không có ý đồ gì đâu ông ạ. Nhưng mà vẫn phải rèn nó. Vâng, tất nhiên ạ. Dạ, thưa thầy. Thuốc đây. Vâng, đây chúng tôi bốc tạm chút thuốc ông mời ông uống tạm. Chưa bắt mạch mà cũng được chứ được luôn à? Vâng, ông cứ sử dụng đi, rồi ông sẽ thấy hiệu quả ngay đấy. Giỏi nhé. Vâng, mời ông. Chữa được ngay. Sao đây? Sao lại nhổ ra thế? Nhưng muối gì mà mặn thế? Tôi xin phép ông cho tôi 500. Tôi chữa bệnh cho ông rồi đấy. Ông vừa bảo mất vị giác, thế mà ông biết được nước muối lại còn có vị mặn. Nô cất đi. Dạ, con xin ạ. Này, cất hơi sớm đấy. Tôi còn bệnh nữa cơ, chưa phải hết bệnh. Thế ông còn bệnh gì nữa? Tôi bị bệnh mất trí nhớ. Ủa? Người ta gọi là bệnh quên. Cái mất trí nhớ này chữa khó đấy. Vâng, rất khó đấy. Rất khó nên là phải bốc rất nhiều loại thuốc. Có chữa được không? Tôi chữa được, nhưng mà phí hơi cao. Cao à? Cao là bao nhiêu? Phải 2 triệu. Úi giời. Thôi được, 2 triệu thì 2 triệu. Nếu ông không chữa được thì ông phải đền gấp đôi cho tôi là 4 triệu và dỡ cái biển này đi. Này nhá. Cái gì? Tôi sống từng ngày tuổi đấy nhá. Thôi, biết rồi. Không đấm nữa. Tôi sẽ chữa cho. Chữa được bệnh quên của tôi. Tôi cố gắng chữa cho. Đây. Dạ. Tôi sẵn sàng đặt 2 triệu ở đây. Này. Không. Tưởng nó đã cầm tiền. Lấy cốc nước. Ông cứ yên tâm. Dạ. Con mời ông uống thuốc ạ. Này, thầy trò nhà mày
Anh lừa ông à? Hả? Sao đấy? Vừa thấy nó ra nó quay. Vẫn đi câu cũ này, nó cầm vào đây nó bảo đây là thuốc. Thế mà tưởng ông không biết gì à? Ông không nhìn thấy à? À rồi, thế bạn phép ông cho xin nốt 2 triệu. Cái gì đấy? Dạ. Như vậy là tôi chữa khỏi mất trí nhớ cho ông rồi đấy. Ông ấy vừa nhìn thấy là đây là cốc nước đã uống vừa lúc nãy rồi. Và ông cũng nhìn thấy được, ông nhớ ra được là cái cốc này ông vừa nhổ ra. Và quay đi quay lại đưa cho ông. Như vậy chả hóa ra là ông nhớ rồi sao? Tôi chữa khỏi cho ông rồi đấy. Thế thì tôi... Từ. Ông còn có bệnh gì nữa? Có một bệnh nữa. Ông biết tôi đeo kính thì là vì sao không? Vì sao? Tôi mù đấy. Tức là ông lại muốn chữa thêm bệnh mù. Đúng rồi. Nhưng mà bệnh này thì lại khó gấp bội lần cái bệnh mất trí nhớ của ông đấy. À, thế có chữa được không? Không chữa được hả? Trả tiền ở đây, dỡ biển đi. Nhưng nếu tôi chữa được thì sao? Chỗ này là 2,5 triệu. Nếu ông chữa được, tôi giả ông hẳn 5 triệu. À thế à? Mà ông không chữa được. Không chữa được thì tôi giả cho ông 2,5 triệu. Và tôi dỡ cái biển này, ông hài lòng chưa? Ờ, ông nhớ nhá. Nhớ câu ông nói dỡ cái biển này nhá. Cơ, dạ. Trả cho ông 2,5 triệu. Thấy chưa? Trả cho ông 2,5 triệu ạ. Và dỡ cái biển. Nói thế thôi. Mình chỉ chữa được những bệnh liên quan đến trí nhớ và vị giác. Chứ còn bệnh mù thầy cho mình có chữa được đâu. Ờ, thế chứ. Thế là biết điều rồi. Dạ. Con hiểu. Thôi. Đưa 2,5 triệu mới gỡ cái biển này xuống nhá. Thôi về cái bệnh này thì tôi nói thế thôi nhưng mà tôi xin thua. Thua thì... Xin gửi lại ông 2,5 triệu. À, đưa đây. Dạ, con gửi ông 2,5 triệu ạ. Này. Mà có biết tính toán không đấy? Dạ. Hai thầy trò có biết đếm không đấy? Sao? Đây 12,5 triệu à? Đây là 500,2 triệu à? Hả? À, đinh ăn chặn cùng 2 triệu à? À thế là ông nhìn thấy đây là 500 rồi đấy. Thế tức là ông khỏi mù rồi mà. Thế cho thầy trò tôi xin nhá. Ông còn thiếu 2,5 triệu nữa là 5 triệu ạ. Thế sao mình mù thế nhỉ? Thôi, ông Lang Tuấn. Tôi thừa biết ông là ông Lang của làng bên rồi. Ông định sang đây để thử tôi chứ gì? Cơ, dạ. Trả lại cho ông ấy 2,5 triệu. Thầy trò tôi làm phước chứ không lấy tiền của ông để làm gì. Nhưng tôi muốn nói với ông là nếu như ông không biết thì ông có thể sang đây hỏi tôi, hoặc chúng ta trao đổi chuyên môn với nhau. Chúng ta làm phước cứu người chứ không phải là sang đây để hoành hoẹ nhau. Ông Lang Tuấn ạ. Đây tiền của ông đây. Ông cầm về cho. Không thiếu một xu của ông. Tôi hiểu rồi. À, ông đúng là người có tâm, có tầm. Tôi tâm phục khẩu phục. Dạ, cảm mời ơn. Ông ạ. Cảm ơn ông. Ông lại nhỉ.